Cửa hàng Hoa Lan Minh xin chào cô chú. Và ngày hôm nay thì bên hàng bên con đang có một chậu 5 cánh trắng Phú Thọ và 5 cánh trắng Phú Thọ và 5 cánh trắng ô thì giờ thì giá nó cũng rất là cao. Bên hàng bên con thì đang bán mỗi kỳ tiềm năng với giá cũng rất là mềm cho các cô chú mình sưu tầm 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Và đây là cái kỳ tiềm năng rất là lực luôn. Đó. Đây là hình 5 cánh trắng Phú Thọ được chụp vào ban đêm nè cô chú. Đó. Hình này tất cả đều là hình chụp thực tế tại vườn của con luôn. Đây là 5 cánh trắng Phú Thọ con chụp hình thực tế tại vườn nha cô chú. Và hàng này rất là chuẩn hoa nữa, các cô chú mình cứ yên tâm mình mua về để mình sưu tầm 5 cánh trắng Phú Thọ. Và cô chú nào mình muốn xem cái mặt hoa rõ hơn hoặc là muốn xem cái hình cây rõ hơn thì cô chú mình cứ kết bạn vào số Zalo là 0908 846 804 thì cô sẽ gửi qua cho cô chú mình xem cái hình cây và cái mặt hoa luôn. Đây là 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú, hoa chuẩn như hình. Và đây là cái kỳ 5 cánh trắng Phú Thọ và kia này là một cây tiềm năng nha cô chú, và nó lớn nhanh như thổi luôn á. Chỉ tầm 1 2 ngày mình không để ý của nó thôi thì sẽ lớn rất là nhanh. Đây là cây 5 cánh trắng Phú Thọ nè. Và cái cây này là một cái mầm tiềm năng luôn á. Cô chú mình nhìn nè. Ở đây thì nó có một cái thân già nè cô chú. Và cái thân già này á, nó đang có một mắt, cô chú mình thấy chưa? Mắt nó rất là sáng. Kèm theo ở trên thân già thì đang có một mắt này, có thể là mình về mình chỉ cần nhiễu một giọt cây duy nhỏ thôi thì nó sẽ bắt đầu nó phúng kia liền luôn cô chú. Tại vì nó rất là nhạy rồi, kia này rất là lực. Ở đây thì cô chú mình thấy cái mầm của nó rất là sáng nè cô chú. Cái mầm 5 cánh trắng Phú Thọ nè. Cái mầm của nó đang chuẩn bị là sẽ bắt đầu bật mầm gốc lên. Và hàng này là hàng thuần chậu rồi. Và giá tiền của nguyên chậu này thì bên cửa hàng bên con đang bán ra một kỳ này là cho các cô chú mình về sưu tầm. Đây là kỳ tiềm năng nha cô chú. Giá tiền của kỳ này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 14 triệu 5 cánh trắng Phú Thọ. Đây là kỳ tiềm năng. Và kích thước của nó thì bên cửa hàng bên con đang đo được là 11 cm nha cô chú. 5 cánh trắng Phú Thọ đây là kỳ tiềm năng, kích thước là 11 cm. Và giá tiền của kỳ này 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Và giá tiền của nó ngày hôm nay thì cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 14 triệu. Kỳ này là kỳ tiềm năng nha cô chú. Cái mầm này rất là đẹp. Mầm này là mầm cực kỳ đẹp luôn, kích thước là 11 cm. Và cái thân già đang chuẩn bị là lên kỳ và đang vẫn còn một mắt. Cô chú mình thấy chưa, rất là khỏe luôn. Hàng này là hàng thuần chậu, đã bám rễ rất là khỏe rồi. Đây là mầm 5 cánh trắng Phú Thọ, kích thước là 11 cm, giá tiền là 14 triệu nha cô chú. Đây là một cái mầm rất là tiềm năng. Giá bên con thì bán ra cô chú mình thấy là giá rất là mềm. Đây là cái kỳ tiềm năng nha cô chú. Và cô chú nào mà mình muốn xem cái hình cây rõ hơn thì cô chú mình cứ kết bạn vào số Zalo là 0908 846 804 thì cô sẽ gửi qua cho các cô chú mình xem cái hình cây và cái mặt hoa nở thực tế tại vườn của con luôn, để cho các cô chú mình dễ thôi tham khảo mình sưu tầm 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Mầm này là một cái mầm tiềm năng và giá tiền của nó là 14 triệu, kích thước là 11 cm. Tiếp tục đây là giò 5 cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 2 nha cô chú. Và giá tiền của cái giò này thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình về sưu tầm với giá tiền là 8 triệu. Và cái giò này thì nó đang có một kỳ và hai mầm. Kèm theo đó thì cái thân già này vẫn còn một mắt để có thể là về sẽ lên kỳ nè cô chú. Thân già này vẫn còn một mắt để mình về mình khai thác thêm. 5 cánh trắng Phú Thọ. Giò này thì tổng cộng là một kỳ và hai mầm nha cô chú, rất là lực. Hàng này là cái chậu này là chậu tiềm năng đó. Rất là khỏe luôn cô chú. Đã bắt đầu xuống rễ phà phà luôn. Và kích thước này thì bên cửa hàng bên con đang đo được cái kỳ này đó là đang đo chính xác luôn để cho cô chú mình khỏi thắc mắc. Đây, cái kỳ này là 2 cm nha cô chú. Cái kỳ là 2 cm. Và cái mầm thì cái mầm nhỏ nhất á, của nó là tầm khoảng 1 cm này. Và cái mầm này thì nó ngang ngửa nhau, cái kỳ này của chú nó tầm khoảng 1,5 cm nha. Đây là cây 5 cánh trắng Phú Thọ, đây là một cái chậu tiềm năng. Nó đang có một kỳ và hai mầm, kèm theo đó là vẫn còn đang một mắt trên thân già. Và giá tiền của nó thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là giá tiền của giò 5 cánh trắng Phú Thọ này đó là mã số 2 và giá tiền của nó là 8 triệu nha cô chú. 5 cánh trắng Phú Thọ mã số 2 8 triệu. Và tiếp tục đây là 5 cánh trắng Phú Thọ mã số là mã số 3. Và cái mầm lớn thì nó đang có một mầm gốc rất là sáng nè cô chú. Kèm theo ở trên thân này thì bên cửa hàng bên con đang thấy là đang có một mầm ở trên cái thân già nè cô chú. Và giá tiền của cái chậu này thì bên cửa hàng bên con bán ra cho các cô chú mình sưu tầm với giá tiền là 6 triệu. Đây là 5 cánh trắng Phú Thọ nha cô chú. Và đang có một mầm lớn nè. Kèm theo ở đây á, là cái thân già này vẫn còn mắt. Có thể mình về là mình khai thác thêm kỳ. Và ở cái mầm của thân già này á, mầm gốc nó đang thêm một mầm nè cô chú. Và kèm theo là thân lớn này. Thân lớn này thì ở đây thì nó vẫn còn mắt để mình về mình khai thác thêm. Và giá tiền của cái giò 5 cánh trắng Phú Thọ này thì bên cửa hàng bên con bán ra
với giá tiền cho các cô chú mình sưu tầm đó là 6 triệu. Và kích thước của cái mầm này là 2 cm nha cô chú, giá tiền là 6 triệu. Cái mầm này là cái mầm tiềm năng và ngày hôm nay thì con chỉ bán cái mầm tiềm năng thôi. Về là mình sẽ làm được rất là nhiều cây và mầm luôn á. Đây là năm cánh trắng Phú Thọ nè. Mã số của nó đó là mã số 3 nha cô chú, giá tiền là 6 triệu. Và hết cái mã số 3 này thì bên hàng bên con sẽ cho cô chú mình xem cái mặt hoa của cây năm cánh trắng HO. Mã số này là mã số 3, năm cánh trắng Phú Thọ, giá tiền là 6 triệu nha cô chú, mã số 3. Tiếp tục đây là một cái giò năm cánh trắng Hiển Oanh và nó có cái tên gọi là năm cánh trắng HO đó cô chú. Cô chú mình hay gọi là năm cánh trắng HO. Đây là cái mặt hoa năm cánh trắng Hiển Oanh nha cô chú. Mặt hoa rất là đẹp. Năm cánh trắng Hiển Oanh. Cái hoa này là cái hoa mà con làm kỳ nhưng mà nó nở hoa bối đó cô chú. Năm cánh trắng Hiển Oanh. Và cái đây là một cái mầm tiềm năng. Nó đang có tổng cộng là con đếm là 10 cây đã bắt đầu sưng mắt rồi nè. Một số cái mắt như vậy con đã tính rồi nè cô chú. Nó mắt như vậy nè. Là con đếm hai thân là được là 10 cây. Hai thân này, hai thân già là được 10 cây nè, kèm theo là ba mầm gốc. Và ba mầm gốc này á thì đã bắt đầu xuống rễ hết rồi cô chú. Và kèm theo đó thì mắt của nó rất là sáng, chuẩn bị là sẽ bật mầm lên. Thì cái chậu này là con bán cái chậu tiềm năng với giá tiền là 35 triệu cho chậu này. Năm cánh trắng Hiển Oanh nha cô chú, nguyên chậu này con bán giá là 35 triệu. Đây là chậu tiềm năng để cho các cô chú mình về mình sưu tầm. Và kích thước của cái mầm nhỏ nhất là 2 cm và kích thước của cái mầm lớn nhất là 3 cm. Cái thân già lớn nhất là 4 cm rưỡi và cái thân già ngắn nhất của nó là 2 cm nha cô chú. Và cái giò này thì lên ít nhất là 10 cây, đã con đã đếm cái cây trên thân của nó rồi. Ít nhất là 10 cây đã xuống rễ nha cô chú. Rất là lực, của chúng mình thấy nó đã mới nhú rồi, đã bắt đầu xuống rễ hết rồi nè. Đó, mới nhú rồi đã xuống rễ rồi. Cái mầm này rất là lực nha cô chú. Đây là năm cánh trắng Hiển Oanh và giá tiền của giò này thì bên cửa hàng bên con bán ra với giá tiền là 35 triệu, hàng trồng thuần đã xuống rễ nha cô chú. Giá là 35 triệu cho nguyên giò này, đây là năm cánh trắng Hiển Oanh. À, con đếm sơ sơ là 10 cây nha cô chú. Đếm sơ sơ là 10 cây rồi. Năm cánh trắng Hiển Oanh. 10 cây kèm theo 3 mầm. Là một số cái mắt như vậy nó mới nhú lên là con tính là 1 cây nha cô chú. Nói chung là còn mắt con còn tính. Năm cánh trắng Hiển Oanh và chắc chắn là sẽ lên cây. Và giá tiền của nó là 35 triệu cho nguyên giò này. Năm cánh trắng Hiển Oanh nha cô chú, 10 cây và 3 mầm. Đây là mã số cuối cùng, đó là mã số 4, năm cánh trắng Hiển Oanh. Và số điện thoại của con là 0908 846 804. Địa chỉ thì nằm ở phường 4, Tiến Chánh, thành phố Tân An, Long An. Năm cánh trắng HO nha cô chú, giá là 35 triệu cho nguyên giò.